Sáng nay vừa mua được một chò xương dê đấy mọi người. Xương dê dê cỏ nhá mọi người. Giờ này bây giờ mình hầm với mắm. Hầm với mắm tươi. Còn lại đây để làm một nồi lẩu. 2 ký xương dê này chỉ có 100 ngàn thôi mọi người này. Được rất là nhiều. Thịt rất là nhiều này. Còn thịt rất là nhiều. Đây đây đây. 100 ngàn mà 2 ký 2 này. Chứ không phải là 2 ký, là 2 ký 2. Thịt rất là nhiều mọi người. Xương rồi còn rất là nhiều thịt. Thế nên bây giờ làm một nồi lẩu. Là rất là tuyệt vời luôn. Còn đây là hầm với măng. Hầm măng tươi. Tâm hồn ăn thịt dê cho nó bổ dưỡng. Hai kỳ hai mà 100 ngàn thôi thì 80 à quay được kỳ 40.